Chào các bạn. Thì trong video này thì cho Nguyễn chia sẻ với mọi người những cái rủi ro khi mà chúng ta đầu tư bất động sản tại Latvia. Thì ở 4 cái video đợt trước thì chúng ta đã nói về cái vấn đề, cho Nguyễn chia sẻ với mọi người cái vấn đề về cách để chúng ta có thể bán nhanh một bất động sản của mình tại Latvia, bao gồm cái những cái sai lầm khi chúng ta bán bất động sản này, những cái cách để chúng ta quảng cáo bất động sản như nào, viết nội dung bài quảng cáo như nào, rồi cái cách chúng ta tư vấn khách hàng qua điện thoại như thế nào, cách chúng ta chốt sale khách hàng như thế nào. Thì trong cái video đó thì cho Nguyễn đã chia sẻ với mọi người hết rồi. Thì trong video này thì cho Nguyễn sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn phần số 5. Tức là thí dụ như các bạn bán bất động sản thì như vậy, còn khi mà các bạn mua bất động sản thì như thế nào. Đó, thì khi mà mua bất động sản chúng ta gặp những cái rủi ro gì để chúng ta cần lưu ý nha. Thì chúng ta bán bất động sản này xong, chúng ta có tiền thì có thể chúng ta mua bất động sản khác, hoặc là đối với những bạn mà chưa có bất động sản nào và muốn mua một cái bất động sản mới, thì tâm nguyện cũng chia sẻ bằng một số cái kinh nghiệm luôn nha, để các bạn có cái kinh nghiệm này ha, mà đi mua bất động sản các bạn đỡ vấp phải những rủi ro của mình nha. Đỡ các bạn đỡ vấp phải những cái rủi ro. Rồi. Nó bài chia sẻ này sẽ giúp cho bạn giảm được 50% rủi ro ha, 50-60% rủi ro ha, mà các bạn có thể gặp khi mà các bạn mua bất động sản tại Latvia. Đó. Thứ nhất á, là thứ nhất á, là rủi ro đầu tiên á, là rủi ro bị triều cường ha. Thì khi mà bạn mua bất động sản thì thường mình có thể mình xem nhà vào mùa nắng ha, lúc trời đẹp thì không thấy có triều cường ha. Nhưng mà bạn phải lưu ý lúc mà trời mưa gió bão thì triều cường lên thì sẽ ngập đường đó. Thì bạn phải lưu ý là bạn phải đi kiểm tra hỏi xem hàng xóm xung quanh cái khu này có triều cường hay không, hoặc là bạn lên trên mạng bạn gõ ha cái đường đoạn đường nó có bị triều cường hay không ha. Đó, thì bạn kiểm tra trước cái vấn đề triều cường này ha, lưu ý cái vấn đề đó. Nếu mà có thì vấn đề đó thì bạn sẽ đàm phán chủ nhà tốt hơn, hoặc bạn nên xem xét có mua cái đoạn đất, mua đất hoặc mua nhà khu vực đó không. Rồi. Vấn đề thứ hai nữa là tài sản có nguy cơ cháy nổ hay không. Đối với những cái tài sản có nguy cơ cháy nổ cao thì bạn nên mua từ tầng 3, tầng 4 trở xuống ha. Đó, và không nên mua ở các cái tầng cao quá ha. Cái thứ hai là những cái tài sản quá cũ ha, phòng cháy sự chữa cháy của nó kém, nếu mà bất đắc dĩ bạn mua thì bạn mua ở tầng thấp thôi, tầng 2, tầng 3 thôi ha. Đó. Riêng những cái tài sản mà tầng trệt hoặc là tầng thượng á thì cái chi phí tiện ích của nó rất là cao. Chi phí tiện ích là chi phí điện nước các bạn ha. Đó là những chi phí này rất là cao. Nên mà khi mà bạn mua thì bạn cần lưu ý nè, chúng ta phải suy xét kỹ khi mà chúng ta mua tầng trệt hoặc tầng thượng, tại vì mùa đông thì hai cái tầng này thì nó rất là lạnh các bạn ha, nên nó tốn tiền tiện ích nó cao hơn các cái tầng khác. Còn đối với số cái nhà mà nó cũ quá đó ha, thì bạn cần phải lưu ý cái vấn đề an toàn cháy nổ của nó, an toàn phòng cháy chữa cháy như thế nào. Nếu mà an toàn phòng cháy chữa cháy của nó không tốt thì bạn vẫn mua nó, thì bạn mua những căn tầng thấp thôi ha, tầng 2, tầng 3 thôi ha, mua tầng cao quá như cũng nguy hiểm. Ok bạn ha. Ở Latvia thì để nhà thường chủ yếu là khoảng 5 tầng trở lại ha, nhất là khu phố cổ Riga thì nhà tầng cũng không cao ha. Thì thường là Latvia thường đa số thường sẽ có chỗ để xe trong tòa nhà, một số chỗ có chỗ để xe trong tòa nhà, nhưng mà chỗ để xe thường nó sẽ không có đủ cho bạn để xe ha. Thì bạn phải kiểm tra xem khi mà mua tài sản là xem có chỗ đậu xe hay không đó ha. Và nếu không có thì quanh đó có chỗ đậu hay không. Còn nếu mà số trường hợp mà chỗ đậu quá xa đó ha, chỗ đậu xe quá xa đó, là bạn phải có thêm một chiếc xe máy, một chiếc xe đạp, mỗi lần bạn đi làm thì bạn phải đi một đoạn đường rất là xa tới chỗ đậu xe ha, xong bạn lấy cái xe đi bạn mới đi làm được ha, thì rất là bất tiện, nhất là mùa đông ha. Nên bạn cần phải lưu ý ha, cái chỗ đậu xe nó có gần gần nhà mình hay không, hoặc nếu mà nó đang trong tòa nhà luôn thì càng tốt ha. Đó, rủi ro thứ ba ha, bạn nên coi kỹ chỗ đậu xe. Rủi ro thứ tư khi bạn mua nhà là kích thước căn nhà so với, hoặc là nền đất so với cái hồ sơ pháp lý nó không có đúng ha. Nên mà trước khi mà nhận nhà thì bạn nên đo lại cái diện tích thực tế
so với diện tích trong hồ sơ pháp lý mà bạn mua, trong hợp đồng bạn mua của nó có đủ hay chưa. Nếu mà không đủ bạn phải làm việc với chủ nhà về vấn đề thiếu hụt đó. Cái thứ năm á là rủi ro bất động sản là nền đất quá rộng ha, chứ bạn mua nền đất 2-3 hecta gì đó ha, 20-30 ngàn mét vuông quá rộng ha, mà xui á là nhiều khi trên nó có một cái mạng ha, hoặc là trên nó có một cái hố hoặc cái sông, cái vực thì nó rất là sâu ha, đó mà bạn không đi coi đất thì nó có rủi ro như vậy ha, nên bạn cần phải lưu ý ha, là bạn phải đi coi hết đất nếu mà bạn quyết định mua ha. Ở nhà thì nó nhỏ không làm gì rồi, nhưng mà nếu mà đất thì bạn phải đi coi hết. Cái nhất thứ hai á là đối với đất á, là bạn lưu ý á, là nếu bạn không đi coi được thì bạn phải phạt ha, bạn phải phạt cho nó sạch xong rồi bạn coi ha, hoặc bạn mua một cái live cam ha, bạn coi ok ha bạn ha, mua cái live cam để bạn bay vô bạn coi. Rủi ro đất có đường điện cao thế đi ngang qua đất ha, đường điện cao thế đi ngang qua đất như trên hình nó là rất là khó bán ha các bạn ha. Và cái nhất cái thứ hai là xây nhà thì nó sẽ giới hạn cái tầng cao của nó ha, nên bạn lưu ý là đường điện cao thế đi ngang qua đất thì bạn cũng phải lưu ý cái vấn đề đó. Thứ bảy á là trong nhà có người chết thì bạn phải kiểm tra trước giờ trong nhà có ai chết trong nhà hay không ha, đó là rủi ro thứ bảy. Rủi ro thứ tám á là tranh chấp tài sản có bị tranh chấp hay không, đó thì bạn có thể hỏi hàng xóm hoặc kiểm tra ha, hoặc là bạn có thể lên trang web latvisa.lv ha, mình để cái đường link trên trang web này ha, thì bạn yêu cầu chủ nhà đăng nhập vào trang web này thì bằng cái ID á ha, EID của chủ nhà đó ha, EID của chủ nhà thì bạn sẽ kiểm tra chủ nhà có phải là chủ của căn nhà đó hay không ha, đó và thông qua cái trang web latvisa.lv mình đang để trên internet ha. Chủ nhà đăng nhập vào cái đường link này thì bạn sẽ kiểm tra được là người đó có phải chủ của cái tài sản mà đang muốn giao dịch với bạn hay không. Thì vừa rồi thì Trong Nguyễn vừa mới chia sẻ với các bạn 8 rủi ro khi mà chúng ta đầu tư mua bán nhà đất tại Latvia ha. Đó, và cái cách để kiểm tra xem chủ nhà có phải thực sự là chủ của căn nhà đó hay không, là người giao dịch với bạn ha. Đó, và tiếp theo nữa thì Trong Nguyễn chia sẻ với bạn một số cái website ha, khi sống tại Latvia nó có thể dùng tới. Ví dụ các bạn có thể tham gia vào cái trang web nagoda.eu để các bạn mua hoặc bán các sản phẩm châu Á tại châu Âu đó. Nếu các bạn có hàng châu Á muốn bán, bạn lên mở gian hàng hoàn toàn miễn phí, hoặc bạn mua hàng châu Á tại châu Âu thì bạn lên và bạn mua ha. Rồi mạng xã hội ha, cho người Việt tại nước ngoài ha, hehodi.com, hệ thống đấu giá ha, đấu giá bất động sản Worldwin, bạn có bất động sản hoặc các cái sản phẩm cần đấu giá thì bạn lên đây bạn đấu giá ha. Ngoài ra một số cái website hữu ích khác như là World, nếu mà bạn muốn đi mua cái đồ ăn chế biến sẵn ở các cái nhà hàng tại Lát thì bạn có thể tải cái app World này về ha. Muốn đặt xe thì bạn tải app Bow. Muốn mua thực phẩm tươi sống tại Latvia, rau củ quả ha, thì bạn có thể vào babora.lv đó. Hiện nay thì bên Song Nguyễn đang tìm 10 bạn hợp tác cùng nhau kiếm tiền từ nghề môi giới và đầu tư bất động sản tại Latvia và châu Âu ha. Bạn nào mà muốn kiếm tiền từ việc môi giới hoặc từ việc đầu tư kinh doanh bất động sản tại Latvia thì có thể liên hệ với Song Nguyễn thông qua cái đường link ha. Đường link là ngay bên dưới video này đó, có các nhóm Zalo, Facebook, Telegram ha, WhatsApp ha, bạn có thể vào nhóm và làm quen với nhau hoặc tham gia vô website donilen.com. Ok, chào các bạn, chúc cho cộng đồng anh chị em Việt Nam tại Latvia và châu Âu ngày một phát triển và thành công. Xin chào các bạn. Bye bye. Bye bye các bạn.